Đưa cầm ra xíu rồi. 2 cười 1 2. Dạ rồi. Đây chụp phim nha cười đó. Dạ cho một. Dạ bắn tim luôn à mọi người. Bắn tim luôn. Ok 1 2. Ok. Quy nha. 1 2 3. Đúng rồi. Phải lên lại cái nữa. 1 2 3 thì đúng rồi. Đúng rồi. 1 2. Đúng rồi. 2 3. 2 3. Rồi sao đó. Đưa giờ 1 2 3. Dạ nhìn nha, nhìn nha, tư lên đúng rồi, đúng rồi. Okay. Mọi người nhìn nha luôn. Mọi... Ok, đúng rồi. Dạ đúng rồi đó. Ok, 1, 2, 3. Ok, hai chị bắt tay nha luôn. Ờ không, đúng rồi, đúng rồi. Ba Tình Hải đã sử dụng một khung xương từ lâu rồi. Và một cái nhân viên rất lớn là... Quá trời ạ. Mình tôi có thể là dùng người yên. Xèo phải đổ được. Xèo à. Một viên giòn tempura. Vâng, dạ, cái này là fusion food của Việt Nam và món của người Nhật Bản. Trời ơi. Trong mượn khai các bạn á, trước ăn bột. Và Tình Hải rất yêu vì nói tới miền Trung á chị hả? Là bánh canh là rất là văn hóa, yêu lắm. Và món chè của bánh giòn đài ở đây và xin chia sẻ lan tỏa cái giá trị ẩm thực. Kính thưa quý vị, đến dự buổi họp báo của chúng tôi ngày hôm nay, con chỉ xin phép được trân trọng giới thiệu sự kiện tiến sĩ Võ Mai. Quốc gia bị đại gia điều lý cá nhân nghiên cứu cao đề mạng VCS từ khu trường nó. Như quý vị đã biết, bà Tình Hải là một trong những đầu bếp nổi tiếng nhất của Việt Nam. Buổi họp báo ngày hôm nay, tôi rất là vui khi được đã đến để mà đưa tin một chương trình. Cái mong muốn là sẽ đưa cái văn hóa ẩm thực Việt để là cái người thầy đã dạy cho mình có một cái nghề ẩm thực và một dân tộc Việt Nam và lan tỏa cái văn hóa giới thiệu Việt Nam trên thế giới cũng như và kinh doanh bếp của những người nội trợ và Kim Hạnh từng hàng người ta kết tự cao cũng đến đây dành cho cô Phương mà mở rất nhiều loại bột khác và như vậy là rất xin cảm ơn những lời chia sẻ vô cùng chân thành. Một hai ba, 1 2 3. Hai さんはとてもとても有名な人で、もう本当にありがたいと思っております。でベトナムのその有名なあの料理の番組で審査員もやったそうですけれども日本版もありまして本当にその審査員やることはすごい偉大な人じゃないとできないということを知ってますのでもう今回アンバサダーになっていただいて本当にありがたいと思っています。với vai trò là một đại sứ thương hiệu thì tôi rất là tâm đắc, phải nói là một cái năng lượng rất là tốt trong một cái ngành ẩm thực như là có cái nguyên liệu từ bột trộn sẵn huyết cô. Thực sự mà nói trong gian bếp của Tình Hải đã từ rất là lâu, các món ăn chế biến từ bột mình đã chọn huyết cô đã làm từ lâu rồi. Và mình không ngờ trong 20 năm sau mình lại được chọn là đại sứ của nhãn hàng bột trộn sẵn huyết cô. Thì với một cái tâm thức là mình phải có cái trách nhiệm và cùng gắn với những cái kỹ năng và cái làm những cái công thức món ăn từ bột Mikko hôm xưa để lan tỏa cái giá trị văn hóa ẩm thực Việt Nam trong góc độ nguyên liệu từ bột của Mikko.
sắp tới thì mình sẽ có những hoạt động nào hoặc những cái chiến dịch nào kết hợp với Miko Hương Xưa để góp phần quảng bá ẩm thực Việt Nam cũng như là thương hiệu Miko Hương Xưa? Với cương vị một cái đại sứ thương hiệu, chúng tôi đã có một cái định hướng, đó là làm 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng tôi có Gallery Cooking, là tôi sẽ làm những series về ẩm thực Việt Nam, văn hóa giá trị ẩm thực Việt Nam từ nguyên liệu bột Miko trộn sẵn. Bởi vì phải nói rằng cái văn hóa ẩm thực Việt Nam thì cái hệ bánh rất là phát triển và rất là cái thành phần rất quan trọng trong cái món ăn trên cái dĩa bàn tiệc của Việt Nam, từ miền Trung, miền Bắc, cả miền Nam nữa cũng chế biến các cái loại món ăn từ bánh. Nhưng không phải chỉ là bánh mà các cái nguyên liệu bột trộn sẵn Miko còn giúp cho chúng tôi làm những món khác, ví dụ là bột bắp để làm sệt món ăn súp, hay là các sốt, hay là bột tempura thì là giúp cho cái nguyên liệu tôi làm cái món chiên giòn, vân vân. Và nhiều nữa, vì tôi thấy rằng trong cái ngân hàng về nguyên liệu món Việt và bột Miko rất gần với nhau qua cái góc độ một cái người nghiên cứu cũng như người thực hiện các món ăn. Việc thứ hai là tôi xuất thân từ là một cái hiệu trưởng trường dạy ẩm thực Việt Culinary Art VCA, thì góc độ là một cái đào tạo thì tôi sẽ sử dụng lan tỏa và có một cái trải nghiệm của các đầu bếp chuyên nghiệp tới một cái nguyên liệu bột của Việt Nam là Miko trộn sẵn. Đó là góc độ của trường. Và góc độ thứ hai nữa là tôi là một cái nghệ nhân ẩm thực và tôi đi đó các nước trên thế giới, và đặc biệt là tôi hay về Mỹ và tôi đứng lớp với các cái người yêu ẩm thực cũng như các cái doanh nhân cũng như các đầu bếp của nước ngoài, thì tôi sẽ giới thiệu ẩm thực Việt Nam từ góc độ của nguyên liệu của Việt Nam là bột Miko trộn sẵn. Và chúng tôi có 3 định hướng, đó là lan tỏa ẩm thực Việt Nam theo cái series phim về ẩm thực Việt Nam và chế biến từ bột. Thứ hai là trường để đào tạo và giúp cho cái cơ hội, cái hoàn cảnh để cho các đầu bếp trong các chuyên nghiệp họ có trải nghiệm, họ thử được những cái nguyên liệu từ bột và họ khẳng định rằng có ứng dụng vào trong cái công việc của họ nhiều hay không. Việc thứ ba là đi các nước trên thế giới để nói chuyện về ẩm thực Việt Nam và từ bột, bởi vì chúng ta phải biết rằng văn hóa ẩm thực Việt Nam nó cái từ gạo là không thể thiếu được và bột là từ gạo, và sẵn sàng trong mỗi thời đại cái xu hướng mới thì cái sự tiến hóa về khoa học, tiến hóa về nghiên cứu và phát triển sản phẩm đã cho sẵn những cái bột trộn sẵn để chúng ta giúp cho cái việc chế biến món ăn được nhiều hơn, nhanh hơn, lan tỏa dễ dàng hơn. Tôi có một cái sự trân trọng và cảm xúc rất là mãnh liệt ở điểm tôi là một cái nhà nghiên cứu về ẩm thực, thì cái sở trường của tôi là món Việt, nhưng mà tôi đã nhìn thấy và khai thác được rằng trong thế giới bột của Miko trộn sẵn rất nhiều loại bột, không chỉ chế biến món ăn Việt mà còn là chế biến những cái món ăn như Nhật, Đông Nam Á và cả món Âu đều sử dụng bột. Khi nói đến món ăn mà cần tới bột đều phải có Âu Á Việt Nam. Hiện tại thì bột Miko Hương Xưa đã có mặt tại những thị trường nào? Tôi sẵn khẳng một điều là tôi đã nhìn thấy trong các siêu thị và tôi đã thực hiện trong cái chuyến từ thiện của tôi tại Mỹ là đã có Miko rất thân thuộc với cái người dân Việt Nam tại Mỹ cũng như là những người nước ngoài sống tại Mỹ, những người bản địa nữa, họ đã sử dụng bột Miko và chính tôi cầm cái sản phẩm nó đi làm từ thiện tại Mỹ. Theo như tôi biết và nghiên cứu về cái thương hiệu của Miko bột trộn sẵn thì đã có 30 nước trên thế giới, các nước mà cụ thể như tôi đã chứng kiến như là Mỹ, Canada, Nhật Bản và Úc là những cái nước mà đã chứng kiến những cái đó sử dụng rất là lớn, và tôi tin rằng cái bột Miko trộn sẵn Hương Xưa sẽ lan tỏa và được sử dụng lan tỏa trên các nước trên thế giới sử dụng bột Miko.